Sao? Rồi, chặt rồi nó chặt cái sủi tay. Từ lao ra. Sao không? Ổng gấp quá đi ra, chỉ chặt rồi mà nó kêu chặt rồi mà. Có ông nó nói là ổng trời chặt dễ đâu. Gấp thì gấp chợ, ổng có đầu chặt ổng cũng phải chặt. Mai chửi. Ăn xong tôi bệnh luôn rồi. Mai chửi nó ăn xong không? Tôi bệnh rồi mới mốt. Nghe nói là ăn xong có thọ đậu bệnh luôn rồi. Rồi mới mốt nó không ăn nữa. Chưa đem cái mỡ đem nó 3 kg. Cách mỡ hả? Dạ. Gì mẹ? Không. Chỉ có một pin nữa không? Đi mà. Không, có không ăn. Đi mày nằm ở nhà luôn á. Ông may nó mà nó nào không thì nó ăn nó không chi nhé. Cho đây chị đã. Cái này là thấm tóc mỡ để dành kho cá cả nhà. Hầm sọ heo. Cái này là mình trần sơ cái sọ đầu heo hết cả nhà. Gỗ qua mẹ. Để mình hầm cho nó ngon, nó đừng có đục nước. Mình đắp máu rồi xong rồi. Thịt kho khô. Khô quéo luôn. Khô chứ. Quéo luôn á. Ăn với canh mới được. Nó còn mỏng nhỏ là khô quéo mà. Còn củ cải muối lát gây nó dẻ nó đi chợ vậy nó mua. Ở nhà hết tỏi rồi. Còn tỏi phi. Còn tỏi phi chút mình làm gần xong. Mở lên miếng tỏi phi. Dớ vàng mà một chén cách mỡ. Mình trần rồi ha. Rồi mình chuẩn bị để mình nấu vậy thôi. Vô quá ta đổ nó chạy đó. Ồ cái nồi hầm này đã. Sọ heo hầm củ cải muối. Lấy cái giá luôn. Ít nước quá vậy rồi. Thịt thì nhiều mà nước thì ít vậy. Phụng nó mua cho. Không có ý là tao xuyên để tao đi tao quay phim mà. Dạ. Củ cải muối sáng mua 1 ký củ cải muối. Củ cải muối đặt rồi. Rồi cắt rồi đó cả nhà, giờ mình bóp cho nó lạc lại rồi mình mới thả vô trong cái nồi xương hầm.
mình ngâm củ cải muối cho nó hết mặn rồi mình hả để vô đó cả nhà. Củ cải muối mặn quá. Giờ mình cho cái củ cải muối vô cái nồi thịt hầm ha, xương hầm ha cả nhà. Cái này nó mau chứ. Sai. Đừng đừng sắc hành diễn sắc hành khúc á. Cái này sắc hành khúc nó ngon. Chừng cái tay. Dạ. Ừ. Để đem nếm xong đi rồi bỏ hành ha. Em nếm bữa hết. Dạ hả? Vừa chưa em? Dạ cũng vừa. Cái này chắc nó ra cái sư phụ nữa. Ừ. Em coi để em bỏ hành. Đừng có bỏ gì đồ mặn á. Tại vì nó chưa bỏ nó được. Ngọt. Là ngon rồi. Rồi hấp dẫn rồi. Tắt nhạc một chút đi. Ngoại đâu? Sáng thì chưa ăn gì. Ủa, chơi kỳ vậy? Hả? Sao vậy? Chơi kỳ vậy? Chơi kỳ vậy? Chơi để lộn á. Ớt á hả? Chuyện anh qua, chén này để cho ông Linh á, mấy đứa chén không rồi đi. Anh ăn chén ớt đó đi. Mày ớt phần 2. Mày ăn ớt hả? Mày ăn ớt được không con? Mời cả nhà ăn cơm. Con mời cả nhà ăn cơm. Con mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi. Chan nước hả? Chan được không? Linh chan nước rồi. Tập thật đi con. Chan nước không? Đúng rồi. Cái đó gì mà ốc. Ốc kì vậy. Để nó ngồi bên. Đó. Cái nước ba để nó kì bên. Thịt quá trời bự. Thịt bự bằng mặt pin luôn. Thấy không? Ừ. Hấp mềm dẻo luôn. Ngon không? Dễ ngon. Ngon không mày? Lắp đầy cái chén luôn rồi. Ừ. Bỏ ba trứng viên luôn. Ngày mai để muỗng dĩa không cặp. Bà nhớ bà con lấy cái muỗng nhỏ. Ừ. Ok. Nhớ ba. Ăn như anh là giống ngã sumo đó. Đúng ra.
cạp dốc nghe sư phụ. Biết là học trang canh hả? Ừ, có bao cục nữa. Cơm được. Nhớ. Về ngủ về cái thôi. Ngủ về tìm bảo không ra. Cơm mới tìm. Chừng đó nó có tỉnh không? Ừ. Nó còn miếng nước không? Ăn cái nước rồi, phải một miếng nước không nữa. Cứng quá, cô giật mình. Em lấy ra, cầm hai ra. Đây. Cái này cho nó quay phim lên đẹp. Người đau tử quá. Tại đói á. Đói quá ăn vô mày đau bao tử. Mày ăn thịt rồi con. Nhóc cho mày ăn đi con. Cô trái đây nè, nó lại đây. Em kêu người đi bới miếng cho chứ. Con rồi, ăn ơi. Con. Cái nào được mất miếng này với nước không? Không. Bắt được một tròn mềm mềm ra ngoài. Ừ, nhưng có chữa chẳng. Muốn nước với ấy kìa. Ra ngoài, mềm mềm mà nó dễ mà nó cạp được. Múc tắt mỡ. Có này vô nè, đặng mình cắt kho cá mình múc mua miếng gì đó. Về quê không khí thoáng mát đã. Cái này, ăn cá thường cho nên mình phải ăn tép mỡ kho, mình thắng tép mỡ mình kho cá nó ngon. Ồ. Mấy cái đầu gồng này chiều hái ăn nè, để nó già rồi nè. Chiều hái quá trời đậu gồng, nơi nào cũng đậu gồng quá trời luôn. Nó mọc ở trên cái gì, nó leo lên cột điện hả, quá trời luôn, trên chảnh cháy néo chảnh lên luôn mà già đâu có hái được trên đó đâu. Còn mấy bụi chế đem ra đây ghim nè, vậy là nhổ một bụi hả, nhổ một bụi